Người sinh năm 1971 thuộc mệnh gì? Tuổi Tân Hợi 1971 hợp với màu nào? Người tuổi Tân Hợi 1971 hợp cây phong thủy gì? Việc lựa chọn màu sắc hợp mệnh và phong thủy cho quý bạn tuổi Tân Hợi 1971 nhằm phòng tránh những điều xui xẻo, đồng thời mang lại nhiều may mắn, hạnh phúc trên tất cả các phương diện của cuộc sống. Sinh năm 1971 thuộc mệnh gì? Ngũ hành bản mệnh: Kim, Thoa Xuyến Kim vàng trang sức. Tương sinh, thủy, thổ, tương khắc, mộc, hỏa. Cung mệnh nam mạng, khôn thổ thuộc Tây tứ mệnh. Cung mệnh nữ mạng, tốn mộc thuộc Đông tứ mệnh. Ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Quan hệ tương sinh không có nghĩa hoàn toàn là hành này sinh ra hành khác mà chúng có nghĩa là nuôi dưỡng và trợ giúp nhau để cả hai cùng có lợi. Ngũ hành tương khắc, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa. Quan hệ tương khắc có nghĩa là hành này làm hao mòn, tiêu diệt dần hành kia, làm ảnh hưởng gây hại đến các hành còn lại. Sinh năm 1971 tuổi gì? Sinh năm 1971 là tuổi Hợi. Năm sinh dương lịch từ 27 tháng 1 năm 1971 đến 14 tháng 2 năm 1972. Năm sinh âm lịch, tân hợi, thiên can, tân, tương hợp, bính, tương hình, ất, đình, địa chi, hợi, tam hợp, hợi, mão, mùi, tứ hành xung dần, thân, tị, hợi, cung phi, nam cung chấn, nữ cung chấn. Sinh năm 1971 hợp màu gì? Tuổi Tân Hợi 1971 kỵ màu gì? Màu sắc hợp, màu bản mệnh, màu xám, trắng, ghi thuộc hành kim. Màu tương sinh, vàng sẫm, nâu đất thuộc hành thổ. Màu kiêng kỵ, nâu đỏ, cam, hồng, tím thuộc hành hỏa. Tuổi Tân Hợi 1971 hợp đá phong thủy màu gì? Quý bạn tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nên chọn một số loại đá phong thủy có màu sắc phù hợp với ngũ hành bản mệnh như vòng tay thạch anh trắng, vòng tay thạch anh khói, vòng tay mắt đá hổ tâm vàng tươi, vòng tay mắt đá hổ nâu. Tốt nhất nên chọn vòng tay đá có màu trắng, vàng hay nâu, bởi những màu sắc này giúp gia chủ gặp nhiều vận may trong cuộc sống, sức khỏe ngày càng dồi dào, gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Tuổi Tân Hợi 1971 hợp màu xe gì? tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, nên mua xe màu đỏ, hạn chế dùng, vàng sậm, nâu đất, da cam, xám, bạc, ghi. Việc lựa chọn màu xe hợp với bản mệnh, phòng tránh vận xấu đeo bám, tránh những tai nạn xe cộ bất ngờ xảy ra, gây nguy hiểm đến tính mạng cho bản thân và người khác. Luận giải màu sắc hợp mệnh với tuổi Tân Hợi 1971. Mỗi màu sắc đều mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, được xem là một yếu tố phong thủy, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Màu vàng, màu này tượng trưng cho ánh nắng của mặt trời, màu của sự sống và hạnh phúc. Bên cạnh đó, màu vàng còn được nhiều người liên tưởng là màu của trí tuệ và thông minh. Ở một số vùng miền khác, màu vàng được cho là màu của hoàng gia, quý tộc. Chúng mang nhiều ý nghĩa của sự danh dự và lòng trung thành. Màu trắng, màu của sự tinh túy, thuần khiết, thể hiện sự trong sáng, ngây thơ, đơn giản và nhã nhặn trên tất cả mọi khía cạnh. Màu này còn tượng trưng cho sự thiên thần. Tuy nhiên, ở một số quốc gia cho rằng màu trắng lại là sự chia ly, tăng tóc. Màu nâu, màu của sự bền vững và chắc chắn. Ngoài ra, màu nâu còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của dân tộc. Tuổi tân hợi 1971 hợp con số nào? Nam hợp các số 2, 5, 8, 9. Nữ hợp các số 1, 3, 4, Tuổi Tân Hợi 1971 hợp tuổi nào? Nam mạng Tân Hợi 1971. Trong làm ăn, Tân Hợi đồng tuổi, Nhâm Tý và Ất Mão. Lựa chọn vợ chồng: Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mão, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ và Kỷ Dậu. Tuổi kỵ: Nhâm Tuất, Mậu Thìn. Nữ mạng Tân Hợi 1971. Trong làm ăn, Tân Hợi, Nhâm Tý, Đinh Tỵ. Lựa chọn vợ chồng: Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mão, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Kỷ Dậu. Tuổi Kỵ, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Canh Thân, Ất Sửu, Mậu Thìn, Đinh Mùi. Tuổi Tân Hợi 1971 hợp cây phong thủy gì? Người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 là người mệnh kim. Chính vì thế, quý bạn cần lựa chọn những cây phù hợp với tuổi của mình. Những loại cây có màu vàng, nâu mệnh thổ, vì theo phong thủy, thì thổ sinh kim rất hợp. Hoặc màu trắng thuộc mệnh kim sẽ càng gia tăng thêm vận khí cho người tuổi tân hợi. Các loại cây hợp tuổi tân hợi như cây bạch mã, cây lan chi, cây dây nhện, cây ngọc ngân, cây cung điện vàng, cây lan ý. Người tuổi tân hợi phải tránh chọn những loại cây phong thủy có nhiều màu đỏ, hồng, cam, tím thuộc mệnh hỏa hoặc màu xanh dương, đen thuộc mệnh thủy để tài lộc không lụi bại, làm ăn buôn bán thua lỗ. Tuổi Tân Hợi 1971 hợp hướng nào? Tuổi Tân Hợi 1971 hợp hướng Đông Bắc, sinh khí. Chủ nhà thuộc cung mệnh Khôn, âm thổ, chọn nhà hướng Cấn, hướng Đông Bắc, dương thổ, sự kết hợp tạo thành sinh khí, thuộc sao Tham Lang Mộc Tinh, tốt vừa. Phân tích: Nhà và người đồng hành thổ, nhà và người cân bằng âm dương, dương thổ của Cấn với âm thổ của Khôn, tốt Tham lang mộc tinh là sao tốt, nhập thổ cung, sao khắc nhà, tính tốt của sao bị giảm đi. Nhà này nhiều tài lộc, giàu sang phú quý, nhiều tiền của, con cái thành đạt, nhiều đất đai. Về sau sẽ kém, vì hành mộc của sao sinh khí sẽ làm suy giảm tài lộc. Tuổi tân hợi 1971, hợp hướng Tây Bắc, diên niên. Chủ nhà thuộc cung mệnh khôn, âm thổ, chọn nhà hướng càn, hướng Tây Bắc, xương kim, sự kết hợp tạo thành diên niên thuộc sao vũ khúc kim tình rất tốt phân tích người sinh nhà khôn thổ sinh cản kim bị tiết khí không tốt nhà và người cân bằng âm dương dương kim của càn với âm thổ của khôn tốt vũ khúc kim tinh là sao tốt nhập kim cung đồng hành kim tính tốt của sao tăng lên nhà này nhiều tài lộc giàu có có danh có tiếng con cháu thông minh học giỏi gia đình hạnh phúc Người trong nhà trưởng thọ. Tuổi Tân Hợi 1971 hợp hướng Tây Thiên Y. Chủ nhà thuộc cung mệnh Khôn, âm thổ, chọn nhà hướng Đoài hướng Tây, âm kim. Sự kết hợp tạo thành Du niên Thiên Y, thuộc sao Cự Môn thổ tình, tốt ít. Phân tích: Người sinh nhà Khôn thổ sinh Đoài kim bị tiết khí, không tốt. Nhà và người thuần âm, âm kim của Đoài với âm thổ của Khôn không tốt. Cự môn thổ tinh là sao tốt, nhập kim cung, sao sinh nhà, tính tốt của sao được tăng lên. Nhà này âm thịnh dương suy, ít con trai. Nhà này gia đạo tốt, nhiều tài lộc làm ăn, nhưng về sau dễ suy kém về kinh tế. Tuổi tân hợi 1971, hợp hướng nam, phục vị. Chủ nhà thuộc cung mệnh khôn, âm thổ. Chọn nhà hướng khôn, hướng tây nam, âm thổ. Sự kết hợp tạo thành du niên phục vị, thuộc sao phụ bật mộc tinh, tốt ít. Phân tích, nhà và người đồng hành, nhà và người thuần âm, âm thổ của khôn, xấu. Phụ bật mộc tinh là sao tốt, nhập thổ cung, sao khắc nhà, tính tốt của sao giảm đi. Nhà này thời gian đầu cũng có phát đạt giàu có, nhưng về sau bị tổn hại, nam bị tổn thương, nữ nắm quyền trong gia đình, có khi trở thành cô quả, có quan điểm cho rằng phụ bật thuộc hành thủy.